Chị phải nhớ là ngồi nương nương đó nha, xem nó yếu lắm rồi đó. Ok. Rồi bấm chắc vô chưa? Rồi. Trời đất. Em đã nói gì ngồi nương rồi mà. Trời đất ơi em ơi, cái xe này khó ngồi quá, chị ngồi hết nổi để em tới chưa? Trời ơi chị thông cảm đi, xe đạp hay xe Honda đâu mà chị đòi nhanh. Ráng đi, sắp tới chợ Bến Thành rồi. Cái gì? Chị em chở chị tới chợ Bến Thành chị. Chứ sao chứ? Chị cần là chị cần ra chợ lớn. Cái gì? Ê dẻo em. Đẩy luôn không á. Tới chơi bà nè. Trời ơi, sao mà uống gì dữ vậy? Thì... Hả? Mẫn tới chưa? Hả? Mẫn đâu rồi? Mẫn tới chưa? Thì Mẫn ở nhà nó chứ. Ở đâu mà nó tới để làm cái gì? Mẫn tới chưa? Đưa Mẫn đến cho tôi. Đưa Mẫn đến cho tôi. Trời đất ơi Diệu Hiền, bà đâu rồi Diệu Hiền? Ủa? Em xin lỗi chị có sao không? Em là bạn thân của Diệu Hiền, em Mai Hiền. Chị ở trong phòng với Diệu Hiền hả? Kêu Diệu Hiền giùm em nha. Diệu Hiền ơi, Diệu Hiền. Diệu Hiền. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Tôi thích nhất là cái sofa này nè. Dễ thương quá à. Nghe vui tay chứ sao? Ủa? Mai Hiền, bà mới qua hả? Trời ơi, tôi nhớ quá à, tôi nhớ quá à. Bộ mặt tôi dính gì hả? Dạ không có. Tại vì càng nhìn công nhận này Phúc đẹp trai thiệt. Trời Phúc đẹp trai nữa. Thiệt đó kìa. Trời ơi, uống trà đá mà đẹp trai vậy không trời. Trời ơi, bây giờ bắt gặp rồi nha. Bữa giờ trốn tôi, không chịu lò cái đầu ra. Bây giờ tôi bắt gặp mà chết chứ tôi. Cái gì vậy? Trời ơi, nước kiến của người ta hết rồi thầy Phúc ơi. Ai vậy? Ai vậy trời? Ai mà ghê vậy? Trời ơi, tôi nhớ quá. Sao vậy mà trốn tôi vậy hả? Tôi nhớ mà lắm á, bà biết không? Trời ơi, tôi bắt gặp rồi, không bao giờ tôi buông tha cho bà đâu. Bà hiểu chưa? À, chào anh, dễ thương quá. Ủa, anh bạn trai của Diệu Hiền hả? Em, bạn thân của Diệu Hiền, em Mai Hiền. Anh thấy hai tụi em giống nhau không? Trời ơi, nhớ quá à.
Làm cái gì vậy? Chị có làm gì đâu. Thì chị thấy em thấy cưng nên chị chọc chơi. Mẫn ơi, Mẫn nè, cô xong rồi nè, em đem về đưa cho chú em giùm cô nha. Dạ, cảm ơn cô nha. Bye bye em. Chào cô em đi. Chào chị. Thằng nhóc hồi nãy học lớp mấy? Lớp 11. Lớp 11, dì chi là 17 tuổi. Trời đất ơi, sao mặt nó dài dặn quá vậy? À, thì tại mấy đứa con nít bây giờ phát triển sớm lắm cho nên hơi dài dặn. Vì là 17 tuổi thiệt á, chưa đủ tuổi. Biết quá đi. USB của chú nè. Cảm ơn con nha. Sao, cô gặp cô gái dễ thương nào bên đó không? Dễ thương như nổi gì. Chú nói cái bà khùng đó đúng không? Khùng cái gì mà khùng. Người ta dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, đáng yêu vậy mà. Đáng yêu. Vậy chú đi yêu người ta đi. Diệu Hiền ơi, Diệu Hiền. Diệu Hiền, đang mở cửa cho tôi, Diệu Hiền. Ai đó, ai mà đi. Trời đất ơi, Diệu Hiền, bà đâu rồi Diệu Hiền? Ủa, em xin lỗi chị có sao không? Em là bạn thân của Diệu Hiền, em Mai Hiền. Chị ở trong phòng với Diệu Hiền hả? Kêu Diệu Hiền giùm em nha. Diệu Hiền ơi, Diệu Hiền. Diệu Hiền. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Tôi thích nhất là cái sofa này nè. Dễ thương quá à. Nghe vui tay chứ sao? Ủa, Mai Hiền, bà mới qua hả? Trời ơi, tôi nhớ quá à, tôi nhớ quá à. Tôi phải tranh thủ tôi qua đây tôi thăm bà nè. Ồ sao mới sáng sớm mà bà qua sớm quá vậy? Còn mấy ngày nữa là tôi đi rồi, phải tranh thủ quá thăm con bạn thân của mình chứ. À nói nghe là có miếng nước không, cho uống miếng nước đi nha. Nước. À thấy rồi, thấy cái tôi lạnh rồi. À. Bạn ở đâu ra vậy? Bạn thân. Nói nhẹ tai giùm cái nha. Trong nhà mà có hư tổn thất thoát gì á là tôi tính tiền bà thẳng tay đó. Không sao, không sao, không sao. Em dọn được, em dọn được. Đừng quan tâm đến em dọn cho. Bà hiểu rồi ha. Trời đất ơi, tôi thích cái tiếng này dễ sợ. Em gì đâu. Sao mà nói với tôi á là hả, bà với bà không có thân cho lắm mình sao cứ qua đây chơi hoài vậy? Chắc bà tưởng là tôi thân với bà. Ê bạn thân. Ơi bạn. Ê ăn xong đi chế tôi không? Tôi không dám hứa nữa, tại đang làm biếng quá à. Vậy hả? Không sao đâu, để tôi đây tôi chơi với bà. Chỗ ra đây hát chua qua đây ngủ chì la âm sầm. Ồ màu cái này là cái phòng chung nha. Đi qua phòng đọc sách phá ông nội đi. Anh thích thì đi chỗ khác ngủ đi. Em không thích đi á sao? Tối qua anh có chuyện phải thức khuya. Bây giờ phải ngủ bù nè. Làm ơn cho anh ngủ đi mà. Vậy thôi em đánh nhỏ nhỏ cho anh ngủ ha. Không, đừng có đánh nữa. Ơi, tắt chuông giùm anh luôn đi. Cô
Hiền ơi. Cô Hiền ơi, cô Hiền. Sao ca cái gì đây rồi, trời ơi, dễ thương. Thì thôi đi. Cô Hiền ơi. Cô ơi cô. Diệu Hiền đi siêu thị rồi. Diệu Hiền nói là em qua đây, Diệu Hiền nhờ em có chuyện gấp, cho nên em ở đây chờ chút nha. Lại đây ngồi đi, ngồi chờ Diệu Hiền đi. Qua đây. Kêu mình qua mình lại đi siêu thị ta. Trời ơi, chị không có gạt em đâu, ngồi đây đi. Mẫn, em hỏi lớp 11 thiệt á hả? Sao chị cứ hỏi vấn đề này hoài vậy? Tại vì chị thấy em thấy cưng quá ạ. Vì cái nửng má em hoài vậy, người khác nhìn vô người ta thấy kỳ lắm á. Có gì đâu kỳ, tụi mình là chị em mà. Chị thấy em dễ thương, chị mới nửng chứ bộ. Chị à, cái má của em nó xệ lắm rồi. Chị mà nửng nữa thì còn gì là cái má của em nữa. Má em càng xệ, chị càng cưng. Thôi. Em không phải lúc búp bê đâu mà chị cứ nựng em hoài vậy. Trời đất ơi, em dựng lên cái mặt em còn đẹp hơn con búp bê nữa. Thấy cưng quá à. Em đi á. Ê, em không chờ cô em hả? Cô Diệu Hiền của em nói là có chuyện gấp lắm, muốn nhờ em giải quyết á. Thôi, đừng giận nữa, ngồi chờ đi, chị làm nước cho uống nha. Ngồi đi, ngồi đi. Là cái má của mình nữa. Chị phải nhớ là ngồi nương nương nó nha, xem nó yếu lắm rồi đó. Ok. Rồi bấm chắc vô chưa? Rồi. Trời đất ơi. Em đã nói chị ngồi nương rồi mà. Trời đất ơi em ơi, cái xe này khó ngồi quá, chị ngồi hết nổi để em tới chưa? Trời ơi chị thông cảm đi, xe đạp hay xe Honda đâu mà chị đòi nhanh. Ráng đi, sắp tới chợ Bến Thành rồi. Cái gì? Chị em chở chị tới chợ Bến Thành chị. Chứ sao chứ? Chị cần là chị cần ra chợ lớn. Cái gì? Tới liền. Mở cửa đi bà. À. Trời ơi. Kim Chi. Kim Chi ơi. Ủa, Mai Hiền. Bà làm sao vậy? Bà xỉn dữ vậy nè. Dạ. Mai Hiền. Dạ. Sao vậy? Bà bị. Từ. Nặng lắm nha, nặng lắm nha. Mai Hiền ơi, bà làm cái gì mà bà uống dữ vậy nè? Tới chơi bà nè. Trời ơi, sao mà uống gì dữ vậy? Thì... Hả? Mẫn tới chưa? Hả? Mẫn đâu rồi? Mẫn tới chưa? Thì Mẫn ở nhà nó chứ. Ở đâu mà nó tới để làm cái gì? Mẫn tới chưa? Đưa Mẫn đến cho tôi. Đưa Mẫn đến cho tôi. À, tới nữa nha. Thì Mẫn ở nhà rồi mà bữa nay bạn sao vậy? Hả? Sao khóc dữ vậy? Diệu Hiền. Hả? Tôi thích Mẫn. Hả?
Tha cho tôi ơi. Mẫn nè. Mẫn, bà biết không, Mẫn biết tin hôm nay bà đi á, cho nên là hôm qua tới giờ là Mẫn buồn dữ lắm. Thiệt hả? Chết rồi, Mẫn buồn quá rồi. Thôi mà Mẫn đừng có buồn nữa. Chị đi thanh thản nha. Hả? Sao vậy? Chị đi vui vẻ nha chị. Sao tôi vui nổi khi mà tôi phải xa Mẫn như vậy? Qua bên đó, chị cố gắng chăm chỉ học tập nha chị. Mẫn, tôi đi du học Nhật có 3 năm à. 3 năm sau tôi về, Mẫn là sinh viên đại học năm 2 rồi đó. Tụi mình có thể tiếp tục mối luân duyên của chúng ta không? Nha Mẫn. Dạ. Mẫn ngại hả? Mẫn đừng ngại. Tôi không ngại gì hết á. Mẫn lại đây. Lại đây với tôi. Mày đi lẹ đi à. Không thôi là trễ máy bay bây giờ đó. Không có dạ. Trễ đâu để tao chia tay Mẫn đi nha. Đi mà trễ không mà. Phải chưa có trễ mà cho tao chia tay Mẫn cái đi. Trời đừng mà đừng có chia lấy đi tụi tao mà. Đi mà tôi biết rồi đi mà. Mày muốn ra cho tao chia tay Mẫn cái đi. Mẫn ơi. Lên đi. Sao mày cản trở tôi vậy? Mày tránh đi cho tao chia tay Mẫn coi. Trễ nó phải chưa có trễ. Chưa có trễ. Cái gì vậy? Tại tay. Vô số 1 á. Không phải. Mẫn ơi. Mẫn. Mở. Sao rồi? Vẽ.